Mùa xuân Giáp Ngọ dẫn đầu là trưởng Trương Lê La, trưởng Ái Quy trong áo dài màu tím hoa cà, trưởng Huệ trong áo dài màu xanh, và đây trưởng Đức Phu Nhân trong một áo dài rất sexy. Và đây là trưởng Trân. Wow, quay một vòng coi. Wow, quá đẹp. Trưởng Trân. Và đây trưởng Đào, phu nhân của trưởng Đào Hứa. Wow, chạy đi nhanh quá kìa trời. Và bên đây là bề trên của tôi. Trưởng gì, trưởng gì, nhìn không thấy mặt gì hả? Trưởng Mộng Anh, đi lẹ quá từ từ. Trưởng Hậu, chị Hậu, đi từ từ. Đây, trưởng Tuyết, đó, thấy chưa? Đó, nói đi về mang tiền. Đó, đây là trưởng Tuyết. Dạ. Và bây giờ là trưởng Tâm. À, rắn mà thưởng tha rửa hè. À, quá đã luôn. Đây, trưởng Xuân Hương. Dạ. Và bây giờ, chị Loan của phụ huynh Trường Sơn. Wow, đây là chị Ánh Đào, bà bầu của Trường Sơn. Từ từ lại chị Diễm, nếu dài chị quay vòng cái chị Tú. Rồi, đây là chị Tú. Rồi, mời chị Tú đi từ từ ra, mặc áo dài, rõ đẹp quá. À, đây là chị Phước, phu nhân của anh Bình. Dạ, quay vòng. Và đây là chị Duyên. Và chị Khánh, đi từ từ, áo dài đi nhanh kẻo té. Và đây chị Diệp. Và một... xoay một vòng. Và đây là chị ấy lộn, à, anh à, trưởng. Và dạ, đây là chị Đoàn. Và dạ, đây là tôi. Dạ, dạ. Rồi, thank you everyone.